Mẹ xích lên. Đâu? Nổi không con? Nghe nổi. Rồi. Nhào đầu. Ngồi đâu vậy? Luôn trà luôn. Từ từ, từ từ, từ từ để em ngồi ngay ngắn lại đã. Đau không chết? Đau không? Búa giò nữa chứ, thèm búa giò nữa chứ. Đi thôi. Chật lọt em nữa bây giờ nè. Dịnh chị hai, chết ôm chị hai vô. Ôm chị hai đúng rồi. Bỏ cái điện thoại xuống đây chị. Từ từ đi, ngồi đàng hoàng đã. Rồi con ôm chị hai đi chị. Ôm ôm cổ chị hai đi, ôm chị hai đi. Chị lên đi không kìa. Chị té chưa? Rồi đi lên nệm đi, lên nệm lại đi, lên giường lại đi. Chưa kịp nữa. Chưa kịp gì hết rồi leo lên nhà rồi. Tội nghiệp chị hai quá chết. Rồi đi lên đi, đi lên trên lại đi. Trời ơi, nó chết nó không buông chị hai nó ra luôn á anh. Mê mà. Anh sao không kịp chạy luôn á. Chạy chạy. Chạy gì nổi. Chạy gì nổi. Té nữa. Đi lên giường cho anh ơi. Con mỏi lưng chưa sang sang? Dạ chưa. Trời ơi chết ơi, ngồi nhẹ thôi. Rồi ôm chị hai đi. Rồi em ôm mày đó. Trời ơi. Rớt cục chít rồi. Dạ nó rớt cục chít rồi. Ôm chị hai lại chít. Ôm chị lại. Rồi gớt cục chiếc rồi. Thôi chị hai mệt rồi chiếc ơi, thay chị đi. Giờ sao cứu Sang Sang đây? Sang Sang giả bộ xỉu đi. Phải ráng nữa chứ. Thôi tha cho mèo. Ừ tha chị hai đi. Tội nghiệp chị hai quá à. Mèo xỉu đi. Trời ơi còn gì chị hai nữa. Thôi Sang Sang con giả bộ xỉu đi. Ôm chị hai vô chết. Tội nghiệp chị hai quá chết. Sang Sang con nằm xuống đi, con nằm xuống con bị mệt đi. Rớt điện thoại ba luôn rồi kìa. Con nằm ngửa đi, con đừng đưa lên lưng lên nữa.